Nè từng ốc kia ngày đi dương một thua slap môn ở phố chỉ mùi nước tất chỉ lụa chú hơi đại đấy á hai miệng dương miên slap môn chỉ muốn một cái chén hai bật tọt một tiết dương miên phồng tía chắp đâm như slap môn để sạch sân à lỡ môn liếng để dương đậm bỏ cho bạn bỏ lại sạch sân lấy chắp đâm cho bạn bỏ về sạch sân tiếp nhẹ dương chúng ta đã slap mon cho của thôn á là bay trở lại vía dương cô cũng tia đã chối một tiếp dương đậm rồi chối một tiếp tọt một tí dương đậm sau một tôn chối tiếp là hơi hao ấy ní dương vô viên mà đại cho mỗi nâng cả tịnh một phán chắp đam đặt té đặt khoanh bóng như chắp rèn bóng chối khoanh mà dùng anh cái này là dùng chắp đam bóng món bỏ dương cho ăn heo ấy là dương sang láng
slap mon bỏ dương mang cho ân tiết đấy. Tiết chân chặt đam chè cho chè lúa. Chắc đam chỉ lụa sạm mòn lắm. Chỉ mùi nó tập một tên thì dạng mang chè heo ý. Chỉ mùi viên nữa. Mòn bông bỏ dương mang rồi rồi hao nè ở lỡ dương chọc đam lụa khi nó lỏng thui nè chè lụa mùi tức chè lụa trong tiền mau hơi nhỏ lắm nó mỏng á mùi thức ngăn mỏng á đây mình ấy cho má lòng chân nhanh mồm á.